Do dịch COVID-19, nhiều công ty doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động từ 50 đến 90%. Với nhiều công nhân lao động sau nhiều tháng nghỉ việc, không có thu nhập, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Để chăm lo đời sống cho công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây, tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ túi an sinh xã hội. Thông qua chương trình, đã có 350 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng túi an sinh. Mỗi túi an sinh tuy giá trị không lớn, nhưng góp phần chia sẻ khó khăn, động viên họ tiếp tục nỗ lực cùng doanh nghiệp tái sản xuất trong thời gian tới. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã chi hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ cho công nhân lao động theo Nghị quyết 68. Cụ thể, chi hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho trên 7.300 người với số tiền trên 25 tỷ 800 triệu đồng. Hiện tỉnh đang thực hiện giai đoạn 2 về thích ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc thực hiện nhiều giải pháp phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, tỉnh đang đẩy mạnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân để đưa Khánh Hòa về trạng thái bình thường mới.